Đi chuyển lên trên của Văn Bình dành cho đồng đội. Bứt tốc rất nhanh. Rất thoáng. Ôi, không vào. Một cơ hội quá ngon ăn dành cho Bảo Kỳ nhưng anh ấy lại đưa bóng đi vọt xa. Và tiếp theo là Bảo Kỳ. Chuyển rất hay cho Thanh Phong. Quay thế này. Không vào. Quá đáng tiếc. Cơ hội rất ngon ăn của Thế Linh nhưng pha ra chân của Thế Linh nó lại không đi vào trong khung thành. Chuyển rất nhanh dành cho Hoàng Bảo. Rất hợp lý cho Gia Lâm. Cơ hội dành cho Gia Lâm. Gia Lâm dứt điểm. Không vào. Ba dứt điểm của Gia Lâm là cận kề khung thành. Đi sát vào cột dọc. Hơi đáng tiếc cho Gia Lâm với một pha xoay người và ra chân. Rất hiểm hóc phía mầm non Misa. Rồi dành cho cầu thủ bên phía Thiết Bị Thắng Gia Lâm. Không vào. Không thể chiến thắng được thủ thành bên phía mầm non Misa, đó chính là Nguyễn Trọng Đức. Hơi đáng tiếc cho Gia Lâm, không hề mắc lỗi việt vị. Phản công dành cho cầu thủ bên phía Thiết Bị Thắng rất hay. Gia Lâm, một lần Gia Lâm dứt điểm. Gia Lâm không vào. Gia Lâm vẫn chưa thể chiến thắng được thủ thành Trần Ngọc Đức, một thủ thành rất xuất sắc đã cản phá hai lần rất chính xác. Bóng lên chân của Trí Thiện. Bật tốc rất nhanh. Dứt điểm. Không vào. Có lẽ là một đường truyền vào bên trong cho đồng đội. Nhưng mà không có cầu thủ nào có thể có mặt bên trong vòng cấm để đón đường truyền.